Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Ai Hơn Ai, nơi chúng ta hãy cùng so sánh về sức mạnh của hai nhân vật có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận về thợ săn quỷ mạnh nhất trong lịch sử Yorichi đấu với quỷ vương Tanjiro trưởng thành, xem ai là người mạnh nhất trong series Kimetsu no Yaiba nhé. Video bàn luận này, bọn mình sẽ hạn chế tối đa spoiler, nhưng nếu các bạn không muốn bị spoil một chút nào thì hãy dừng ngay video này lại và trải nghiệm tác phẩm đã nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Video này sẽ đi theo cách tương tự của những video Deathmatch, tức là đầu tiên chúng mình sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn thông tin của từng nhân vật và sau đó sẽ là những gì có thể xảy ra trong cuộc chiến. Ok, hãy cùng bắt đầu với Sugikuni Yorichi. Chàng công tử này là một huyền thoại sống cách đây gần 500 năm. Nếu bây giờ mà ngồi khen anh chàng này thì chúng ta hẳn phải mất hàng giờ, nhưng nói một cách ngắn gọn thì người đàn ông này được sinh ra với tài năng thiên bẩm chưa từng có. Nếu các bạn đã đọc truyện đến mức nhớ hết cả tên nhân vật, các bạn hẳn cũng biết rằng mọi thợ săn quỷ đều đạt được những cột mốc nhất định khi họ tiến triển trên hành trình phát triển sức mạnh. Đầu tiên có lẽ là dấu ấn diệt quỷ, một số ít thậm chí có thể khiến cho thanh kiếm của họ chuyển sang màu đỏ. Và cuối cùng, một số ít hơn nữa có thể tiếp cận được với thế giới giác ngộ và thậm chí ít hơn nữa có thể đạt được trạng thái mà Tanjiro đã sử dụng để đánh với Akaza. Nhưng bản thân Yorichi gần như đã có thể sử dụng tất cả những thứ này kể từ khi sinh ra. Rõ ràng nhất là anh đã được sinh ra với dấu ấn diệt quỷ. Tất nhiên là chả có đứa trẻ nào sinh ra với thanh kiếm trên tay cả, nên ta không biết được là anh ấy có thể hóa đỏ kiếm từ khi còn nhỏ hay không. Nhưng chắc chắn một điều là anh đã thấy được thế giới giác ngộ từ khi sinh ra. Trong lần đầu tiên được cầm vào thanh kiếm, Yorichi đã đánh bại hoàn toàn một bậc thầy kiếm thuật, người đang huấn luyện cho Michikazu, người anh em song sinh của mình. Michikazu thể hiện tài năng theo cách của riêng mình, nhưng so với thần đồng Yorichi, tốc độ phát triển của người anh trai dường như chậm như một con rùa vậy. Đến tuổi trưởng thành và sau khi một con quỷ đã lấy đi mạng sống của vợ và một đứa con chưa chào đời của anh, Yorichi đã cống hiến cả cuộc đời mình để trở thành một thợ săn quỷ. Phong cách hơi thở thậm chí còn không tồn tại vào thời đó. Yorichi là người đã tạo ra phong cách hơi thở đầu tiên, hơi thở của mặt trời. Anh là bậc thầy của phong cách hơi thở này, thanh nhật luân kiếm của anh có màu đen nhưng sẽ chuyển sang màu đỏ tươi khi chiến đấu. Rõ ràng là không ai có thể sánh được với kỹ năng của Yorichi. Và vì nhiều người không thể học hơi thở của mặt trời, anh đã dạy cho họ những biến thể của nó và đó là cách mà chúng ta có được tất cả các phong cách hơi thở nổi tiếng như là hơi thở của lửa, hơi thở của đá, vân vân. Nhưng Yorichi chống lại những con quỷ mạnh mẽ như thế nào? Sời, lại phải gọi là xuất sắc luôn. Không có con quỷ nào có thể chạm vào anh, kể cả Muzan. Muzan cố gắng tấn công Yorichi nhưng không thể, và trước khi nhận ra thì Yorichi đã chém được hắn ta. Lưỡi kiếm màu đỏ của Yorichi siêu hiệu quả và Muzan bối rối khi thấy cơ thể của mình không thể tái tạo như bình thường. Muzan biết mình không thể thắng nên đã làm những gì có thể. Hắn ta khiến cơ thể mở tung ra với một lực đáng kinh ngạc, giải phóng khoảng 1.800 mảnh thịt rải rác. Yorichi thực sự đã chém được hơn 1.500 mảnh, nhưng những mảnh còn lại quá nhỏ và sau đó chúng ghép lại và kết quả là Muzan đã được tái sinh. Từ đó hắn trốn chui trốn lủi và không bao giờ mạo hiểm đối đầu với Yorichi cho đến khi anh chết vì tuổi già. Tuy nhiên, Muzan vẫn bị tổn thương sau cuộc chạm trán đó. Nhiều thế kỷ sau, khi Muzan chiến đấu chống lại các nhân vật chính của chúng ta, hắn không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn khỏi các đòn tấn công của Yorichi. Chúng vẫn bị đốt cháy vào da thịt của hắn ta ở cấp độ tế bào. Ngay cả những khoảnh khắc cuối cùng của Yorichi cũng rất hoành tráng khi là một người đàn ông lớn tuổi, ông đã đối đầu với anh trai của mình một lần nữa. Anh trai của ông bây giờ là Kokushibo. Chống lại thượng huyền nhất Kokushibo, khanh quỷ thượng huyền mạnh nhất, ông lão Yorichi đã làm tốt một cách khó tin. Đối với Kokushibo, ông chẳng kém gì thần thánh cả. Yorichi không tuân theo quy tắc của thế giới này và ông thậm chí là người duy nhất có thể sống qua tuổi 25 khi sở hữu dấu ấn diệt quỷ. Theo Kokushibo, dù đã già nhưng Yorichi vẫn chiến đấu như thể còn ở thời kỳ đỉnh cao. Chỉ riêng khí chất của Yorichi đã khiến cho Kokushibo cảm thấy như những tảng đá đè nặng lên vai của mình. Giống như khi Tanjiro chống lại Akaza, Yorichi đã cảnh báo tên quỷ thượng huyền rằng ông sẽ đến trước khi hắn ta thực sự tấn công và Kokushibo vẫn không thể làm gì. Cổ của hắn ta bị chém trước khi có thể rút thanh kiếm quỷ của mình ra. Kokushibo biết lý do duy nhất khiến cho hắn ta không chết ở đó là vì Yorichi đã chết trước vì tuổi già, trong khi vẫn đứng một cách hiên ngang. Tuy nhiên, mình vẫn cho rằng Yorichi đã do dự không muốn kết liễu cuộc đời của anh trai mình bởi vì ông quan tâm đến người anh quá nhiều và đó là lý do tại sao một đòn tấn công đầu tiên đó không kết liễu được hắn ta. Ok, giờ chúng ta hãy đến với thí sinh số 2, quỷ vương Tanjiro.
quỷ vương Tanjiro xuất hiện vì trước khi Muzan bị mặt trời thiêu đốt, hắn đã giao phó tình cảm và sức mạnh của mình cho Tanjiro, đổ vào người cậu tất cả máu và sức mạnh của mình. Thông thường thì những con quỷ có nhiều máu của Muzan hơn thì sẽ mạnh hơn, và Tanjiro chính là con quỷ có nhiều máu của Muzan nhất cho đến nay. Hắn làm điều này vì tin rằng Tanjiro sẽ chinh phục được ánh sáng mặt trời, điểm yếu lớn nhất của Muzan, và trở thành con quỷ mạnh nhất, vua của loài quỷ. Dấu ấn diệt quỷ của cậu lan rộng và cậu có nhiều ấn hơn, đó thường là dấu hiệu của sự gia tăng sức mạnh. Sau đó mặt trời đốt cháy cơ thể của Tanjiro, nhưng như Muzan dự đoán, cậu đã vượt qua nó và cuối cùng không bị đốt cháy nữa. Điều đó có nghĩa là Nhật Luân kiếm, ngay cả những lưỡi kiếm hóa màu đỏ tươi cũng không còn hiệu quả như khi chúng chống lại Muzan. Ngoài ra thì Tanjiro còn có những cái roi bằng xương có thể được sử dụng để giết người từ xa và không cho ai đến gần mình cả. Kiyu thậm chí còn nói rằng ánh sáng mặt trời và những lưỡi kiếm màu đỏ tươi không thể chống lại Tanjiro, không có cách nào để giết được cậu ta. Tanjiro cũng giải phóng ra một quả cầu năng lượng mạnh mẽ từ miệng của mình, có thể di chuyển và sau đó phát triển khi va chạm và tạo ra sóng xung kích giống như là tia chớp xung quanh nó. Huyết quỷ thuật có thể được phát triển theo thời gian, vì vậy việc cậu sử dụng thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ đã nói lên rất nhiều điều. Nếu các bạn để ý kỹ thì đòn tấn công này tạo ra gió và sét xung quanh nó. Dù đây chỉ là một lý thuyết mình mới nghĩ ra, nhưng mình thấy nó cũng có lý khi mà Tanjiro với tư cách là con quỷ sử dụng được hơi thở của mặt trời có thể kết hợp tất cả các nguyên tố vào đòn tấn công của mình, vì chúng đều bắt nguồn từ hơi thở của mặt trời. Đến cả phiên bản thù hận của Thượng Huyền Tứ có thể sử dụng nhiều khả năng khác nhau thì ma vương Tanjiro chắc chắn sẽ làm được điều đó. Vậy Tanjiro có thể sống sót khi bị chặt đầu hay không? Muzan đã có thể làm như vậy. Akaza và Kokushibo cũng có khả năng làm được điều đó, vì vậy sẽ không có ý nghĩa gì khi con quỷ mạnh nhất có toàn bộ máu của Muzan và miễn nhiễm với ánh nắng mặt trời có thể bị giết thông qua việc chặt đầu. Vì Tanjiro miễn nhiễm với các đặc tính mặt trời trong Nhật Luân kiếm, nó sẽ giống như một số con quỷ khác tự lấy đầu của chúng, giống như là Rui vậy. Vậy ngay cả khi mà Tanjiro không miễn nhiễm với ánh nắng mặt trời thì với toàn bộ lượng máu của Muzan, nhiều khả năng cậu có thể mọc đầu trở lại. Nhưng vì cậu có thể miễn nhiễm nên thật không thể tưởng tượng được rằng đặc tính của mặt trời trong Nhật Luân kiếm có thể làm được bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có một cái nhìn thoáng qua về khả năng của Tanjiro như một quỷ vương trước khi cậu trở lại làm người. Vì vậy chúng ta không thể chắc chắn về giả thuyết cậu sẽ như thế nào nếu tiếp tục giữ thân phận quỷ vương. Nhưng chúng ta có thể tưởng tượng mà. Rất có thể, cuối cùng cậu sẽ thoát ra khỏi trạng thái điên cuồng và hoang dã của mình và trở nên giống như là Kokushibo và Kagaku. Có nghĩa là một con quỷ có thể sử dụng phong cách hơi thở, được tăng cường thông qua việc được tăng tốc độ, sức mạnh và có được huyết quỷ thuật. Theo thời gian, Tanjiro có thể trở thành một con quỷ trưởng thành giống như là khi Nezuko biến hình để gia tăng sức mạnh hơn nữa. Và vua quỷ Tanjiro trưởng thành này sẽ có khả năng sử dụng tất cả các dạng hơi thở của mặt trời, nhưng có khả năng cậu ta có thể bắn ra các quả cầu nguyên tố hoặc tạo ra các nguyên tố theo những cách sáng tạo khác. Ví dụ như là phóng ra tia sét từ thanh kiếm để mọi người không thể tiếp cận, hoặc tung ra những cơn gió vào đối thủ, hoặc thậm chí có thể phóng mặt trời nhỏ về phía đối phương. Cậu có thể đốt cháy chiến trường để tiêu diệt đối thủ của mình, và vì ngọn lửa ấy hoạt động như là lửa của Nezuko, nên Tanjiro thậm chí có thể tái sinh, trong khi đối thủ là con người thì không. Ok, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc chiến. Điều gì sẽ xảy ra nếu thợ săn quỷ mạnh nhất chiến đấu với con quỷ mạnh nhất từ trước đến nay? Như mình đã nói từ trước, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Tanjiro sau khi trở thành một con quỷ thực sự và có khả năng sử dụng phong cách hơi thở với sức mạnh của quỷ. Rất có thể Yorichi vẫn sẽ nhanh hơn vì anh ấy đã thể hiện rất tốt trước Muzan và chưa ai có thể chạm tay vào anh ấy trước đây. Vì vậy Yorichi sẽ tấn công trước, chém Tanjiro nhiều nhát trước khi Tanjiro có thể hy vọng đánh được anh ta. Yorichi thậm chí có thể sử dụng 13 hình thức đã hoàn thành của mình và tiếp tục kết hợp để chém Tanjiro liên tục, hy vọng rằng Tanjiro sẽ không thể phản công giữa các đòn tấn công ấy. Vấn đề là mặc dù lưỡi kiếm đỏ tươi của Yorichi khiến cho Muzan khó tái sinh, nhưng đối với Tanjiro nó sẽ không có tác dụng. Trên thực tế thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng cơ thể của Tanjiro phản ứng như khi Muzan bị Obanai chém qua, có nghĩa là vết chém đầu tiên sẽ được chữa lành vào thời điểm mà lưỡi kiếm của Yorichi đi qua cơ thể cậu. Yorichi có thể sẽ câu giờ bằng cách đá các bộ phận bị chém ra khỏi cơ thể của Tanjiro trước khi chúng có thể tự gắn lại. Nhưng vì Tanjiro là con quỷ mạnh nhất từ trước đến nay nên có thể nói rằng ngay từ đầu, cậu vẫn có thể mọc lại tứ chi một cách nhanh chóng. Cũng bởi vì không có hiệu ứng tê liệt đốt cháy xảy ra trong ma vương Tanjiro, vì những lưỡi kiếm màu đỏ không ảnh hưởng đến cậu theo cách tương tự, cậu có khả năng chọn phát ra các nguyên tố từ cơ thể của mình khi Yorichi đang tấn công. Tưởng tượng một tia sét được phóng ra và làm tê liệt Yorichi hoặc ngọn lửa bắt đầu cháy lan. Trong trường hợp như vậy thì Yorichi có thể bị tê liệt dù chỉ một giây thôi, nhưng điều đó cũng đủ để cho quỷ vương Tanjiro lật ngược tình thế. Hãy nhớ rằng, mặc dù không thành thạo, nhưng ngay cả Tanjiro cũng có thể tiếp cận được với thế giới giác ngộ khi là con người.
Vì vậy, với những cải tiến khi trở thành quỷ và có được thời gian để thành thạo, cậu có thể sẽ còn nhanh hơn cả Mưa Gian. Sẽ chỉ có một điểm yếu của Yorichi để quỷ vương Tanjiro có thể lợi dụng. Ngay cả một vết xước từ Tanjiro cũng có thể lan truyền chất độc trong cơ thể của Yorichi và làm anh ta chậm lại. Dù trong tình huống tốt nhất, Yorichi có thể tấn công Tanjiro đủ nhanh và đủ hiệu quả để Tanjiro không có khả năng tung đòn phản công, nhưng Tanjiro sẽ luôn có khả năng phục hồi. Yorichi có thể chạy hết tốc lực trong một ngày một đêm khi còn bé mà không thấy mệt mỏi. Vì vậy, trong thời kỳ đỉnh cao, anh ấy có thể sẽ chiến đấu rất lâu, thậm chí là vài ngày, nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn sẽ phải bỏ cuộc vì là con người mà. Vì vậy, trong trường hợp này, khi mà các đòn tấn công của Yorichi đủ hiệu quả để ngăn Tanjiro tung ra các đòn phản công, thì Yorichi cuối cùng vẫn sẽ là người thua. Có quá nhiều cách để Tanjiro có thể đánh bại Yorichi và không cách nào mà quỷ vương Tanjiro có thể bị giết. Vì vậy, người chiến thắng sẽ phải là quỷ vương Tanjiro. Đương nhiên, Yorichi hiện tại vẫn là con người mạnh nhất từ trước đến nay và thậm chí còn mạnh hơn tất cả những con quỷ khác, ngoại trừ quỷ vương Tanjiro. Nhưng chúng ta có lẽ sẽ phải chấp nhận sự thật thôi. Và vừa rồi là video Ai Hơn Ai giữa hai nhân vật là Yorichi và Tanjiro Quỷ Vương trong series Kimetsu no Yaiba mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!